Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Từ ngàn xưa, công lao của người cha và ân nghĩa của người mẹ đã được đúc kết qua hai câu ca dao mang nặng nghĩa tình. Quả vậy, ân nghĩa cha mẹ là không gì có thể so sánh được, như suối nguồn vô tận chảy mãi chẳng khi nào vơi cạn. Trong ngôn ngữ của người Việt, mẫu nghĩa là mẹ. Từ niềm tự hào con rồng cháu tiên, được mẹ Âu Cơ sinh ra bởi bọc trăm trứng, trải qua quá trình bồi đắp và phát triển, khái niệm mẫu ngày càng được mở rộng hơn. Đạo mẫu dần hình thành và trở nên một hình thức tín ngưỡng tâm linh đặc biệt của người Việt, đáp ứng nhu cầu khát vọng trong đời sống thường nhật của một dân tộc được sinh ra, lớn lên và phát triển trong nền văn minh lúa nước. Ngọc Diệp rành rành kim chi, Ngọc Diệp rành rành tình mời cháu bé ơi, hách rành nhất phàm chân. Khắp đâu đâu ơi, nước rành cháu bé từ Lê Triều, quốc sử còn ghi cháu rành thơm Nam Bắc Trung Kỳ. Độ thế ơi, đức thì mười phương, có sắc lê mại đại vương, trường trị bắc lê ngàn, đích như thì chúa tiên. Làng Sơn nhớ lại ngôi đền thờ cháu bé nơi nào, cứ mỏi ga bắc lệ đi vào mừng. Ngồi ga bắc lệ đi vào đền thờ cháu bé đẹp thấp mi cao tầng tầng, vườn du con trên non mà giàu dĩ, thu sơn lâm cảnh đẹp mà tự nhiên vui một màu gió mát trăng. Một màu gió mát trăng thâu, đàn thông reo rắt bên gành ruồi trong, con đường buôn khúc quanh đèo nãy vực thầm, dốc hiểm nghèo đất sỏi mà đã ong một vùng sơn quái về cho dân mẫu, hai sau bi củ đậu mà mang giang ơi, cơm làm thì tính cũ mày. Cơm làm
gram thịt chính cụ mày. Quái môn mà đỗ lạc sẵn ý đùi rượu tăm. Có bàn chi âm đồng nào lễ tài áo thanh tâm hiểu điệu mà vào ra gót tiền đi quầy lãng hay cha. Làm lễ dâng nhang nưa, lễ vật cô bái mười phương đủ trì. Tay dâng nhang miệng vẫn dù gì. Thoáng đưa có chầu nguyệt điện tiễn sư. Pháp giới mong muôn chư Phật hải hội tất sao ăn tùy dư khê tương vân thanh nghi hương ngân chư Phật niệm toàn thân. Nam mô hương vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương vân cai Bồ Tát Ma Ha Tát. Sẽ loan thanh xa đi chú thiên cung thỉnh mời đi nhị địa thiên. Pháp giới mong muốn chư Phật hài hội tất sao văn tùy sư kết tương vân thành ý phương ngân chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô nhang vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô nhường vân cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Sẽ loan thành ra hồi cung đệ tam mẫu tiên cung thỉnh mời đệ tam mẫu tiên vốn xưa dáng ơi ngồi để dưới thủy cung dưới đinh trần nương vẫn khởi dung thiên thượng đệ tử kiệt thành hiện tại kim lô phong khoảnh khắc nhân luân tức biến mang thập phương tích hiện ra dù biến đạt tiêu thai trước. Nam mô thanh hương địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô thanh hương địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô thanh hương địa Bồ Tát. Sẽ loan thanh xa hồi cung có lệnh truyền sai đức công trần triều. Ngài có lệnh truyền ra thanh xa hồi cung đời trần thì mở mang nam hải đức đệ tam dòng dõi kim chi thanh xa hồi cung. Hoa hải đương hoàng thiên vương cô đệ nhất mạc tức cường là đất trầm ngoài thanh xa hồi cung. Đệ nhị đại hoàng tấu vương cô đệ nhị đại hoàng thông minh chính trực đảm đang việc trong chiều. Thơm nức nghi một nhà Huệ Lan. Thơm nức nghi trong một nhà còn liềm canh nghi ngọc mặn mà lá xanh ngỡ ý nghi. Già khấn đi vãi hình
ngậm mi ngậm lòng trời, lại ai lòng rơi lệ thần.
xa ho xa điểm ứng phu nhân ní nghi mơ màng tăng giấc quê đi nghỉ nga phòng loan mi chợt tỉnh thắp nhang thương một đỉnh dâng lên ní nghi dâm bút mọc còn biên đồng đào hé nở vương nghe cô xuất hình khẩn cầu cho bỏ công sinh ngày cho võ công sinh một lắm mê là một thanh xa hồi bụng cửa suốt tờ mờ trông ra ngoài cửa suốt tờ mờ thanh xa hồi bụng đồ bến sắc khi thôi ai thuyền thoi cầu bé trèo về đền đây thanh xa hồi bụng tam vị chúa mường dương văn mi tam vị chúa mường tây thiên thịnh chúa đại nhất ni giao hòa hồi cung nguyệt hồ dương văn thiên chúa nguyệt nồ hồi cung lễ mẫu hòa bình ngài lên lễ mẫu hòa bình thịnh gia hồi cung lắm biểu rõ ràng lắm phương nghi lắm biểu rõ ràng thủ phương bạn cảnh chúa bà anh linh hương trầm hoàng xó đưa dấu thiêng còn đè ngàn xưa sõi truyền có bà chúa quật thần tiên ý thần tiên giáng sinh hạ giới về miền cẩm lang gia viên là đất Hà Lan nghi nghi gia viên đi là đất là làng Hải An là quận rõ ràng sự sanh chung thiên thiết lập một tòa ý. Dõi truyền
nay có bà Chúa Quận Thần Tiên. Gia viên là đất là làng, ý nở tím trên đồ
trong làm Việt tôn phương thái hòa. Sóng đắng chua tỏa sáng gần xa, soi đường lục đạo trầm luôn mọi loài. Chúa soi cho già trẻ gái trai, đồng xa nam nữ lộc tài hân hoan. Có chữ giảng thanh sáng yêu ân, độ cho đệ tử mười phân vẹn mười. Ngày hôm nay loan giá đồng chữ ý à.
chân áo chít khăn xanh khoe màu. Văn vấn đầu quần chân áo chít đem thuốc mùa là thoăn thoắt mới chuyên cầu chầu đó thắm làm duyên ý. Thank you.
truyền phan các quan ông lương về truyền phan các quan tả cư hữu đội lượng phan đáo đàn lệnh truyền văn võ đôi hà thiên binh phạt mã hằng hà kéo xa lệnh truyền thiên đội vạn cư sứ điệp dâng lên kim ngân sứ điệp dâng lên quan về thủ đôi chép biên rõ ràng về cho nhìn được trang sinh
giám sát quyền cai lệnh truyền, giám sát quyền cai sai hành tổng đốc, sai hành ca quan lỡ cờ lưới kiếm vua bàn. Thay quang dục nhan cấp cờ diêu quang minh, chiếu tư trung ngã tích tặng cung giả khi phụ hoàng thân cờ thánh chúa thiên trung vương. Văn sứ dựng nên thượng lai, văn sứ dựng nên ông về tàu đôi chép biên cho thường phi cho đôi chữ trường sinh. Cõi thiên thai bầu trời cảnh Phật
núi thành vần cao ngất bờ xa, đồi ngang phố cát vào xa, sớm nghe tiếng hạc chiều tà tiên dừa. Trông bốn phương sông đồng, cửa thiên bốn lồng lộng quý quang, tôn quan chính ngự ngai vàng, kiếm chi tam giới mà ngọc hoàng sắc phong. Ban hiệu vì quận công giám sát, quyền quan thái phố cát đồi ngang, danh lừng lẫy giang san, tôn quan đề thị vẻ vang thay là. Suối reo rắt nhạc hoa diêu dặn, chim gọi bầy diêu rít non xa, vàng nghe thang rồi đầu gầy, nhang trông chim biên mà uốn mình lượn quanh. Có thanh xa hồi cùng thái tử đề tam tôn thần, quan thái tử đề tam phương vi diện mạo lòng nhạt khác thường. Đình thoại phù chức võ thần, chấn thủ uy nghi tòa lạnh ra ý nghi. Thoại phủ vua cha Đông Đình, vốn dòng là chúa Thoại Tình.
văn sớ dâng nên thượng lai, văn sớ dâng nên quan về tâu đối chép biên cho thường phi cho đôi chữ trường sinh. Chữ phú chữ quý khang linh thọ trường phi cho giúp bánh đôi đường. Tới sông gần làm bạn với sông Neo.
truyền cho quân sĩ đua trèo về chơi bạch hạc xuôi theo sông Lục Đồng. Thank you.
hội lượng ban đáo đã lệnh truyền văn ngõ đôi hà thiên binh vạn mã hàng hàng kéo ra lệnh truyền thi đội bàn cờ sứ điệp dựng lên khi ngân sứ điệp dựng lên quan vệ tù đôi chép biến rõ ràng vì cho nhìn được trường sinh chư quý kháng ninh thọ trường về cho sức mạnh đôi đường chuyển ni trời đất xa chớp rồi nổi cơn giông cây côi đổ xuống làm cho gió thổi sấm muôn loài ác thú khiếp rộng rời đào lan đi quê huệ xuống
vầy, xu vầy sướng ca. Lấp liệt tung hoành oai
con để dâu anh linh. Ai đã về qua bên sông Tranh, nhớ người tráng sĩ tài danh tuyệt vời. Dẫu rằng nước chảy hoa trôi, bên sông Tranh còn đó công người còn ghi. Loa, tiếng loa đồng hỏi nước sông Tranh, Thành Long đào cứu nước tùng hoành là ai. Trên bát ngát Long xà phục, lốt tam đầu quân khúc châu lên, đôi lân giòn phục múa đôi bên, quan tuần chắc giang tự lên trên dòng dòng. Sắc bán phong ngài kiếm chi tam giới, hay chóc tà sát quỷ trừ tinh, tấu quan tuần người phản phép tuôn linh, quyền ngài ngài quản tướng thiên binh nhà trời. Ngự đồng chơi mình quyền mong quý, nương uy trời cứu hộ sinh dân. Đùng đùng nổi trần phong vân, ngự đồng bàn dâu giúp dân quan trừ tà. Văn châu bà đầy trên ngà, đông cuồng tuần quán đi nghỉ nga, sáng đến hôm nay ở trên ngàn gió cũng rung cây à. Nguyệt làn sao tàn đi.
lặn sao tàn. Chiếc thoi bát nguyệt khoan khoan trèo vào, đứng gập ghềnh quắn nê thấp lầu cao. Ý à, ý à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trốn ra hải ngoại. Soi đường lục đạo trầm luôn mọi loài, châu soi cho già trẻ gái trai, đồng gia nam nữ lộc tài hân hoan. Có chữ rằng thanh sáng lưu ngân đi à. Cho bách gia bách hạt băng tiêu, cho buôn mày bán đạt miêu, phù ta chăm chiều đi à. Anh nghe chàng mờ chiếu lung linh trong đêm, Thank you.
nhận riêng. Bước bước lên non, hương đồng trầu loan giá về đây. Áo xanh chân giờ là hai hoa, thân cao cùng nhà hoa vàng. Thiên trầu cua khéo tay, gót tiên chân giật hài hoa, thướt tha bóng hồng nhịp chân theo câu ca, thướt tha bóng hồng nhịp chân theo câu ca. Đầu sáng đầu đời đem cho các vị đời đời sâu xa. Tam thập lục bát trời ơi.
ca tám thập ngàn châu, chín tờ khe suối một bầu tiếng giao thành xa. Vâng nhật nguyệt đi đêm ngày soi tỏ chua thác tờ rực rỡ càng khôn. Cảnh thác bờ chơi vơi, cảnh thác bờ là nơi thắng tích lập ngôi đền thờ thanh lịch, xiết bao con sông Đà nước chảy rì rào. Nhà
rồng chúa thác chèo chơi sông ta, chiếc thuyền rồng rào chơi bên ngầm dòng sông ta rào khắp suối hè, từ hàng miếng suối rút chèo về. Mọi biển kêu cầu lê bái, ai lỗi lầm chua đoái lòng thương ơi ai. Trèo vào, trèo vào cho tới bông nai, chơi hồ mát bể mười hai phương ngàn. Chơi rừng lan rừng huệ, rừng bạch mai rừng cúng rừng ngựa, đường lên muôn lượn cúng dòng mà đi à. Chiếc thoi vượt thác một mình, mênh mông sóng vô ấm tình nước non, ông trăng khuyết ông trăng lại tròn, người vượt xanh với nước non muôn đời. Trời kim bôi đất hòa bình, núi ngũ nhạc rừng xanh bỏ qua lương sơn, thẳng tới dốc cuốn non cao quân khúc dặm trường. Rừng cù tăng vườn trên non, thao thức canh thâu chim công mốc hoàn ở bên lầu. Bao sông công chúa